Xin chào mọi người. Video này mình sẽ hướng dẫn sử dụng cái phần mềm quản lý VPS. Thì đây là cái tên của nó này. Các bạn có thể lên Google search cái này, Remote Desktop Connection Manager V2.7 nhé, và tải cái phiên bản này về ha. Đây, cái tên đó nhé. Rồi thì khi các bạn mở lên thì nó hiện như thế này, và nó cũng chưa có những cái VPS nó được add sẵn như đây, như 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 mình đây. Nghĩa là chưa có những cái VPS này ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải tạo một nhóm ở đây nhé. Đây là có những cái nhóm, những cái đỏ đỏ này là cái VPS và những cái VPS này không được bật. Ví dụ giờ mình sẽ bật nó lên, mình nhấn đúp vô, ví dụ số 1 này đó, là nó hiển thị lên như thế này, là đã được bật ha, nó xanh như này này. Hoặc là các bạn nhấn vô chữ nhóm này này, NT2 này, là hiển thị các nhóm những máy nào đang online. À, mình sẽ đóng cái này lại, đó là tắt đi, như vậy là tắt đi. Nhấn chuột phải này, đi disconnection này, server là tắt nó đi ha. Rồi, hoặc là các bạn nhấn connection server, hoặc là nhấn đúp chuột rồi là nó mở ha. Rồi, trước tiên thì các bạn sẽ phải add cái nhóm vô trước, rồi sau đó mới được add được vô VPS vô được. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào file nhé. Nhấn vào file, các bạn chọn new. Rồi, sau khi các bạn chọn một cái vị trí lưu ở bất kỳ ở đâu ha, các bạn chỗ nào thấy tiện thì các bạn lưu lại ở đó. Rồi, đây ví dụ như mình tạo một cái nhóm. Nhóm test, nhóm để test. Rồi, đây là nhóm test nhé. Cái nhóm này mình sẽ tạo thử một cái VPS ha. Ok, sau khi xong các bạn nhấn save. Save. Rồi, nó đã hiển thị ở đây này. Ví dụ như một số máy các bạn nó không có hiển thị ở đây, nghĩa là nó sẽ bị mất close này. Hoặc là các bạn muốn đóng nhé, muốn đóng nghĩa là các bạn không sử dụng nữa, các bạn muốn đóng chứ không xóa. Ở đây không có chức năng xóa cái nhóm này đi, các bạn chỉ có close thôi. Hoặc là save lại đi, save trước đi. Rồi, save lại trước. Rồi, bắt đầu mình nhấn close nhé. Close này, đó nó tắt thì nó mất thì không cái nhóm test rồi ha. Thì để mở lại làm sao thì các bạn nhấn file open. Open. Rồi các bạn tìm đến nhóm test này, đó các bạn mở lên là cái nhóm này, nhóm VPS này này, thì các bạn chia ra từng nhóm một, từng cụm một. Rồi các bạn nhấn open. Thì nó đã hiển thị ở trên đây rồi ha. Rồi khi mà nó hiển thị trên đây thì các bạn có một cái nhóm như vậy rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ add cái VPS vô ha. Bây giờ các bạn nhấn chuột phải với chữ nhóm test này nhé. Đây, các bạn nhấn vô cái nhóm test này, các bạn nhấn chuột phải vô và các bạn nhấn chữ Add Server. Rồi, nhấn Add Server, sau đó đây là cái dòng này thì các bạn sẽ điền địa chỉ IP 192.168.166.3.5 gì đó. Đó, đây là một cái địa chỉ IP ha. Thì các bạn nên lấy ở đâu? Cái địa chỉ IP này là khi các bạn đã đăng ký trên những cái trang, đó là cái trang Vitour hay là những cái Google, Cloud hay là Amazon ấy, các bạn tạo ở trên đó thì các bạn có những cái VPS rồi đúng không? Thì các bạn sẽ mang cái đó, những cái IP đó vô cho phần này. Rồi cái dòng dưới này các bạn sẽ đặt một cái tên cho nó. Đặt một cái tên cho nó, ví dụ như VPS1 chẳng hạn. Tên nhé. Rồi các bạn nhấn vô chữ login này. Cái dòng tiếp theo này. Rồi các bạn bỏ cái dấu tích này đi. Ở cái phần này thì các bạn sẽ sửa lại. Đây là cái tên. Cái username này là cái tên mà các bạn đó là đặt cho cái VPS khi mà các bạn đăng ký ấy. Ví dụ như là VPS1 chẳng hạn, nó khi các bạn đặt ở trong cái con VPS mà các bạn mua chẳng hạn, thì người ta cho các bạn sẽ cái tên này, cái tên VPS, cái tên VPS nhé, và cái IP. Một cái nữa đó là mật khẩu, người ta sẽ cho bạn ba cái đó. Thì bây giờ các bạn lấy ba cái thông tin đó, các bạn án vô đây ha. Ở đây mình sẽ nhập mật khẩu vô đó, cái mật khẩu các bạn có đó, các bạn nhập vô đây. Password cuộc nhé, password của VPS nhé, các bạn lưu ý vậy nhé. Rồi sau khi xong thì đối với phần bình thường á, thì nó sẽ không có phần, các bạn nhấn phần connection setting này này, thì các bạn bỏ phần in in Henry này đi này. Đối với lại Azure gì e gì đó, nói chung là cái đó các bạn bỏ phân tích đi. Còn những cái của Google hay là Amazon thì các bạn không cần bỏ nhé, các bạn để vậy, chỉ cần set hai cái này là ok rồi, gọi như chữ add. Rồi như vậy là xong rồi ha. Sau khi xong rồi thì các bạn sẽ lưu lại nhé, nhấn file save on này, đó lưu lại, lưu cái VPS mình mới tạo này, mới add vô đây này, đó lưu lại. Rồi thì để mở lên các bạn nhấn đúp chuột nhé. Thì đây là VPS mình tạo ảo thôi, cho nên là chắc chắn là sẽ nó không vô được đây. Thì thỉnh thoảng có một số trường hợp, đó là khi mà các bạn add VPS vô á, là nó sẽ bị đứng á, trong quá trình nó hoạt động á. Ví dụ như trong đây mình có 10 con đi ha,
Đúng rồi, lưu ý các bạn nhé, chủ yếu một nhóm thì các bạn nên tạo chỉ khoảng cỡ từ 10 con đổ lại thôi, không nên là tạo nhiều quá nhé. Đây mình có tất cả là 40 con VPS nhưng mà mình chỉ tạo có 4 nhóm thôi, nghĩa là mình chia mỗi nhóm 10 con thôi. Các bạn không nên tạo nhiều nó sẽ gọi là nặng máy ấy. Nó sẽ nặng, nó không có kéo loát được hình. Và một số trường hợp đó là khi mà mình các bạn mở tất cả lên, ví dụ như thế này, thì bây giờ bạn thay vì các bạn nhấn đúp đúp chuột từng con một thì các bạn nhấn chuột phải và nhấn connect group là nó sẽ mở toàn bộ cái group này lên cho mình ha. Mở cái toàn bộ cái group này lên. Mở hết này lên. Đây này, nhấn connect group này, bây giờ mình sẽ mở thử các bạn coi này. Đó, nó tự động nó chạy nhá, nó cứ mở theo từng mã một, ba mã một, ba mã một ha. Đó, nó sẽ tự chạy như vậy. Thì hiện tại là cái NT1 này là của mình nó hết hạn rồi. Nó hết hạn rồi, bây giờ mình sẽ mở lại cái phần NT2 đi ha. Đây, cái NT2 này, connection. Yes. Đó, nó chạy nó mở cho bạn thấy không, nó mở hết. Và một số trường hợp nó sẽ bị thế này, nó sẽ bị như thế này đó, nó sẽ ít thế này này, đó là do trường hợp là cái VPS của bạn nó đang chạy quá tải, cái là chạy nặng máy ấy, hoặc nó đang chuyển cái gì đó, nó đang làm một cái gì đó nó nặng, nó không có thể load vô truy cập được, thì các bạn sẽ phải chờ một khoảng thời gian độ khoảng một chút thôi, 30 giây đến 1 phút gì đó, các bạn sẽ mở lại nhé, nhấn đúp chuột mở lại cái con này lên đó, như vậy là sẽ vào được. Hoặc là những một số trường hợp nó sẽ bị lỗi, nó bị lỗi ấy, nghĩa là nó hết hạn hay là nó bị chết VPS thì nó cũng sẽ không vào được ha. Rồi, ok, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành